Có rất nhiều khách hàng hỏi Ngọc Ánh rằng là bên Ngọc Ánh có làm cái khu mà gần với lại Vinhome Smart City không? Thì Ngọc Ánh cũng có chia sẻ là có dự án tại thời điểm này là em sẽ quay lên ngay cho quý anh chị. Thì trong video này Ngọc Ánh sẽ quay một cái căn nhà diện tích 35m², thiết kế 5 tầng 5 phòng ngủ rất là chi tiết cho quý vị để quý vị có thể tham khảo. Với cái căn nhà này gần với Vinhome Smart City, cách với Vinhome Smart City nó rơi khoảng tầm 700m. Và với cái căn nhà này thì gần với trục đường 70, giao thông đi lại rất là thuận tiện. Cụ thể của nó là thuộc Hữu Hưng, Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội quý vị nhé. Với cái căn nhà này thì thiết kế cho quý vị ngõ trước nhà 2m, cách với lại đường ô tô đi lại 50m, cách với lại 100m là ra tới trục đường 70. Mọi người ạ, và với cái thiết kế 5 tầng như thế nào thì mời quý vị tham khảo video cùng Ngọc Ánh. Với cái phần chi tiết của ngôi nhà, hướng nhà là hướng Tây Bắc, thiết kế 5 tầng, cửa chính của ngôi nhà thiết kế cửa cuốn và bên trong là cửa gỗ kính. Căn nhà này đã hoàn thiện xong hết sổ đỏ chuẩn chỉnh, bàn giao nhà được luôn, hỗ trợ cho quý vị về ở ngay, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng tối đa lên tới 80% giá trị ngôi nhà sau khi ngân hàng định giá. Với cái căn nhà này diện tích rộng cho nên chủ nhà thiết kế tương đối là ổn áp và hợp lý quý vị nhé. Ngoài đang đứng ở đây đó là phần tầng 1. Với tầng 1 của ngôi nhà thiết kế phòng khách riêng biệt, phòng bếp riêng biệt, phòng vệ sinh, cầu thang ở giữa. Ngôi nhà này hoàn thiện gần như đã chuẩn chỉnh 100%, bàn giao nhà theo hiện trạng cho quý vị như ở trên video. Có như thế nào thì em quay và review cho quý vị như vậy. Phần tầng 1 thiết kế hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện, gạch lát nền kích thước gạch 80-80 vân đá. Với cái phần không gian phòng khách được chủ ốp toàn bộ ở đây là nhựa PVC giả đá rất là hợp lý. Nói chung trang trí chi tiết cẩn thận, tỉ mỉ, xây dựng rất là cẩn thận quý vị nhé. Đấy, đây là cái phần tầng 1 của ngôi nhà. Đó. Tiếp theo đây là cái phần không gian phòng bếp. Với cái tông màu chủ đạo của ngôi nhà là màu trắng cho nên vào cái không gian nhà tương đối là thoáng, thoáng trước, thoáng sau, cửa sổ mở trước mở sau được quý vị ạ. Đây là phần toàn bộ không gian phòng bếp. Với cái diện tích này nếu như mong muốn nó quá hoàn hảo thì không thể, tuy nhiên với cái công năng sử dụng là tương đối thì là hợp lý quý vị nhé. Với cái phần tủ bếp thiết kế toàn bộ ở đây là gỗ MDF chống cong vây. Đấy, độ bền của nó từ 10 đến 12 năm cho quý vị sử dụng. Đấy, với cái tông màu ghi trắng rất là tinh tế, cũng như là với cái màu này thì nó rất là hiện đại, trẻ trung, phù hợp với tất cả các độ tuổi sử dụng. Với cái phần không gian bếp ở đây quý vị có thể nhìn thực tế, nhỏ nhắn nhưng phù hợp với các chị em nội trợ nhé. Đấy, chậu rửa, vòi rửa, toàn bộ phụ kiện bếp đều đã được lắp đặt cho quý vị đầy đủ. Xung quanh bếp thì toàn bộ là ốp gạch, mặt bếp thì ốp đá granite. Nói chung từ vị trí ngôi nhà này đi lại giao thông thuận tiện, gần với lại Ủy ban Nhân dân phường Tây Mỗ, gần với trường học mầm non tiểu học cấp 1, cấp 2, gần với Vinhome Smart City. Nói chung về những cái tiện ích cơ sở vật chất thì quá là ok, phù hợp với quý vị đối tượng đi làm ở đâu ạ. Thứ nhất, quý vị có thể đi làm ở Hà Đông. Thứ hai, quý vị có thể đi làm ở khu vực Cầu Giấy. Thứ ba, đi làm ở khu vực Mỹ Đình, phạm vi bán kính 10 km quay đầu là ok quý vị nhé. Và hiện tại giá chào bán của ngôi nhà này là 3 tỷ 600 triệu, bao toàn bộ phí thuế, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng. Với quý vị có nhu cầu, chắc chắn là quý vị sẽ hỏi là với cái căn nhà này thì vay được tối đa bao nhiêu hả Ngọc Ánh, đúng không? Thì với cái căn nhà này quý vị có thể vay tối đa khoảng tầm 2 tỷ, hơn 2 tỷ giúp Ngọc Ánh nhé. Phần còn lại quý vị có thể trả trước cái phần tiền mặt giúp em. Đó, đường, hướng, giá, vị trí em đã chia sẻ rất là cụ thể rồi. Bây giờ vào đúng trọng tâm của ngôi nhà, review tiếp thôi. Với cái phần tầng 1, ngoài phòng khách, phòng bếp thì ở tầng 1 còn thiết kế cho quý vị một phòng vệ sinh sử dụng ở phía dưới tầng 1, bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa và hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 5 tầng sử dụng của ngôi nhà. Với 5 tầng này mà thiết kế tận 5 phòng ngủ thì thiết kế như thế nào nhỉ, đúng không mọi người? Với cái căn nhà này quý vị không có nhu cầu mà ở mà quý vị cho thuê thì rất là hợp lý, bởi vì xung quanh vị trí của nó tràn ngập tiện ích. Hệ thống tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 5 thiết kế toàn bộ là gỗ lim, mặt bậc của bậc cầu thang ốp đá đen cổ trắng. Ngăn cách giữa phần phòng khách và cầu thang ở đây có một cái vách CNC ở đây cho quý vị, khá là hợp lý nha, cái vách lam. Đấy, trang trí kệ gỗ. Với cái căn nhà này thì nó không nằm ở trên trục ngõ thông, tuy nhiên nó là căn cuối cùng, cũng tận hưởng được những cái khu vực ưu ái. Ví dụ như quý vị có thể để xe để cộ thoải mái. Và với cái thiết kế tầng 1 của anh đã review rất là kỹ rồi, mời quý vị theo em lên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà nhé. Với tầng 2 của ngôi nhà thiết kế khá là đặc biệt. Đặc biệt ở đây là gì ạ? Đây, mời quý vị theo em vào cái phần khám phá đặc biệt của ngôi nhà. Với tầng 2, chủ nhà thiết kế cho quý vị một phòng vệ sinh siêu là rộng, rộng vô cùng luôn. Quý vị có thể lắp bồn tắm này, quý vị có thể lắp cabin tắm này,
Nói chung với cái không gian rộng, quý vị được sử dụng thỏa thích theo cái công năng cũng như cái ý muốn của gia chủ. Đây là cái phần hệ thống sen tắm này. Này, bồn cầu, lavabo. Với cái phòng tắm này rất là rộng, bài trí rất là hợp lý, cũng như là ốp toàn bộ gạch lên trên tới trần cho quý vị, rất là sạch sẽ. Cửa phòng tắm thiết kế là cửa gỗ đó. Với cái màu ốp gạch đây cũng rất là sang quý vị nhé. Đây là cái phần tầng 2 tiếp theo. Với sự thiết kế tầng 2 này cho quý vị một phòng ngủ rộng, ban công mở thực tế hướng ra phía bên ngoài. Đây, thiết kế sàn gỗ này, trần thạch cao này, ban công đây. Ở cái khu vực này thì cũng rất là yên tĩnh mọi người nhé. Giá bán 3,6 tỷ nhưng Ngọc Ánh đang thấy nó tương đối phù hợp với cái vị trí cũng như là cái thiết kế công năng quý vị ạ. Tất cả sổ đỏ chuẩn chỉnh, pháp lý chuẩn chỉnh thì mới có thể hỗ trợ cho khách hàng vay ngân hàng tối đa được. Với cái thiết kế trong phòng ngủ này đầy đủ hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng. Ngôi nhà này thì hồ sơ điện, hồ sơ nước riêng biệt từng căn, lắp đặt đầy đủ tất cả các cửa thông phòng của ngôi nhà đều thiết kế là cửa gỗ. Như vậy ngoài đã review cho quý vị tầng 2, mời quý vị theo em lên tầng 3, tầng 4 của ngôi nhà nhé. Tầng 3, tầng 4 của ngôi nhà thiết kế tương tự như nhau, hành lang đi vào tương đối rộng, thiết kế hai phòng ngủ thoáng trước, thoáng sau. Đây. Như vậy Ngọc Ánh đã chia sẻ ngay từ phần tầng 1. Đó là với cái ngôi nhà 5 tầng này thiết kế cho quý vị 5 phòng ngủ rất là rộng. Công năng sử dụng vô cùng hợp lý. Nhà nào cũng có ban công mà thực tế đây, hướng ra phía bên ngoài cho quý vị này. Ống chờ, dây chờ, áp chờ điều hòa đều được lắp đặt đầy đủ. Hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, lắp đặt đầy đủ. Tất cả các phòng ngủ đều được là sàn gỗ. Cửa thông phòng thiết kế đây, toàn bộ là cửa gỗ. Với trên tầng 3, tầng 4 thì thiết kế phòng vệ sinh ở giữa, ở bên ngoài mọi người nhé. Đây, thiết kế đầy đủ hệ thống sen cây, vắt khăn dàn, kệ góc cũng như là bồn cầu, lavabo cho quý vị. Đó, về sử dụng được ngay. Cửa nhà vệ sinh ở trên tầng 3, tầng 4 thì thiết kế ở đây cho quý vị là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Và với cái thiết kế ngôi nhà 5 tầng, Ngọc Ánh đã review rất là chi tiết cho quý vị rồi. Đây là cái phần phòng ngủ ở phía bên trong. Tầng 3 và tầng 4 thiết kế giống hệt như nhau quý vị nhé. Đó, rộng rãi, thoáng vô cùng luôn. Vị trí đi lại thuận tiện, xung quanh chợ trường phường trạm cách phạm vi bán kính khoảng tầm 500m thôi. Quý vị nào đang tìm khu vực nhà Đại Mỗ, Tây Mỗ thuộc quận Nam Từ Liêm thì có thể liên hệ trực tiếp với lại Ngọc Ánh nhé. Đợt này bên quy căn của Ngọc Ánh ở những cái khu vực đấy là cũng có tương đối nhiều căn, giá thì dao động khoảng tầm từ 2,950 tỷ cho tới hơn 3 tỷ nhé. Mọi người muốn tìm hiểu thì cứ alo ngay cho em. Và sau đây xin mời quý vị theo em lên khám phá tầng cuối cùng của ngôi nhà. Và với tầng 5 của ngôi nhà thiết kế cho quý vị một ô dính trời thoáng để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang quý vị ạ. Đây, cầu thang đây. Và với tầng 5 thiết kế cho quý vị ở đây, hai sân phơi trước và sau. Xung quanh dân cư đông đúc, hàng xóm vô cùng thân thiện đây quý vị nhé. Đứng từ vị trí ngôi nhà này, Home Smart City này, đi ra Yamon rất là gần này. Xung quanh giao thông đi lại thuận tiện, đường xá mọi cái phù hợp với quý vị đi làm ở Mỹ Đình, Cầu Giấy, Hà Đông. Mọi người muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin thì vui lòng liên hệ trực tiếp với lại Ngọc Ánh, nhà tốt theo số điện thoại ở phía trên màn hình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.